Kính thưa cô chú anh chị cùng các bạn gần xa thân mến, hôm nay Chí Khanh có mặt tại ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để thay mặt hai mạnh thường quân gửi tặng cho bác Úc Trạch, bác bán vé số và để lo cho gia đình mình có 8 người con bị bệnh thiểu não ạ. Cho nên là Chí Khanh đã dừng lại và hỏi thăm bác thì mới biết được hoàn cảnh của bác rất là khó khăn. Bác bán vé số để lo cho gia đình của bác là có 8 người con không may bị những cái bệnh như là bệnh tâm thần, quý vị. Bệnh tâm thần, mình nói đại khái là tâm thần vậy, nhưng mà cũng có người nặng người nhẹ. Thì hôm nay Chí Khanh mời quý vị hãy cùng Chí Khanh vào nhà của bác Trạch nhé. Dạ con chào bác. Hôm nay bác có đi bán không bác? Có hả? Bữa hổm con gặp bác ở ngoài cái ngoài đường đó, ngay chỗ cái am á. Bữa nay thì con có một mạnh thường quân có tặng cho bác chút quà. Dạ thì nay con cũng tới gia đình mình để con gửi quà cho bác. Dạ. Con mời bác vào nhà để dạ. Con có đôi lời nói với bác ạ. Gia đình mình đang dùng cơm chiều đó bác ha. Dạ. Đi xe vô con. Chào anh. Để đi cho con nè, nhờ đi qua bên từ biển á, vợ đợi đỡ đó con. Dạ thì để dạ, cho anh muốn. Để cho anh dùng cơm đi, con nói chuyện với bác được rồi. Dạ. Chú. Bên tôi về tôi nói với bà cũng hết hồn không biết làm sao. Dạ bác ngồi đi, bác ngồi đi. Ngồi. Dạ bác ngồi đi. Cho câu hỏi là đây là bác gái phải không bác? Bác dạ. Gái này em này con ruột chú. Con thứ Út hả bác? Dạ. Nói tâm với con là trong kia thằng cháu là tới 5 người lại. Dạ. Nhưng mà cũng mấy đứa kia chạy cũng đỡ, giờ uống thuốc bị tâm thần đó em. Dạ. Ở dưới Đồng Nai. Vô đây gái. Giờ đi Đồng Nai hết rồi hả cô? Hả bác? Có đi rồi. Rồi giờ thằng này vô đây gái. Về nó còn đi không hết á. Bỏ đi quan rồi kiếm về được. Rồi qua ông Tư Biển bên Thí Nguyệt Cung đó con. Dạ. Để đỡ. Giờ chỉ còn có bác trai bác gái với anh này ở nhà thôi hả? Còn thằng cháu ngoại nữa. Cháu ngoại. Thằng khùng khùng mà giờ nó ngay khùng mà đi mặn người ta say được. Giờ nó đi mặn ở dưới Bến Cầu. Dạ. Mà đều đưa tiền không biết nhiêu thôi. Dạ. Bác trai. Cho mình dùng cơm xong chưa vậy bác? Chưa. Ở nhà bác gái lòng. Hả? Anh ngồi. Thôi anh ngồi đi. Anh ngồi đi, cảm ơn anh. Nhà bác là gái làm đồ ăn hả bác? Dạ, còn bác trai thì đi bán. Dạ, mãi chứ ổng giờ ổng già vậy đó, ổng đi bán ổng nuôi chứ rồi không bán được, đâu có tiền tiêu con. Dạ, nhà bác ngoài là công việc nhà dưới lo cho gia đình, bác còn làm việc gì khác không? Có, nó ngay có bò nhà nước, nó có cho. Bò nhà nước cho, nhà nước cho hả bác? Cho, để giờ mình cũng cắt cỏ cho ăn con. Dạ, bò đâu bác? Ở sao á? Lớn không bác? Lớn à, mình đẻ rồi. Vậy hả? Nhà này là của bác xây hay là của nhà nước tặng bác? Nhà nhân ái. Thôi, thấy rồi. Thằng cháu ngoại đi học lớp 9 rồi ta cho nó cái này nữa nè. Nhà nhân ái ha. Đó. Cái làm sao mà quá. này là cháu hả? Đúng loạn dây thần kinh đó. Mà giờ... nhỏ con gái số 3 mất rồi. Em về con giờ nó đỡ. Rồi mẹ của bác, mẹ của em nó về đây chưa bác? Lâu lâu rồi về. Ở Trà Võ là ở nhà ai dưới? Ở nhà vợ chồng nó. Dạ dạ. Thằng này nó đẻ có 3 bữa gì ôm luôn gì nuôi luôn á. Dạ. Cái ngày cũng thờ Đức Chí Tôn đàng hoàng. Dạ. Chị ăn chay tháng 10 ngày á. Anh tên gì? Tên gì nói coi. Cù Linh. Tên Cù Linh. Anh bao nhiêu tuổi rồi anh? 21 tuổi. 21 tuổi à. Tao hồi 20 không mấy tuổi rồi. Cái nó này ba mấy. Anh có vợ chưa? Chưa luôn hả? Có người yêu không? Không. Không luôn hả? Nó cũng biết trả lời. Anh ở nhà với hai bác thì anh có làm việc gì không hay là ở nhà không? Có phụ bác gái được gì không? Có phụ không con? Nói đây. Không luôn hả? Rồi. Nè anh biết rồi. Sao anh không phụ bác?
Không biết phụ hả? Chưa biết làm gì phải không? Rồi rồi. Bữa nay bác bán được không bác? Bán cũng được. Ông nào nghe đó đâu. Bữa nay bác bán được nhiêu tờ? Bác lãnh có 200. 200 tờ. 200 tờ bán hết không? Hết. Dạ. Yeah. Mới lãnh. Dạ. Yeah. 200 tờ lời được 200 ngàn không bác? À, 200 ngàn. 200 ngàn. 200 ngàn đủ chi phí trong ngày không bác? Không đủ. Ông ăn mời ăn cho hút gì rồi cho con ăn sáng à, không đủ. Dạ. Con gái này nhiêu tuổi bác? Nay 79 rồi. Tết này 80 nè. Dạ. À, bác còn 80 còn khỏe quá ha. À, bác trai 85 hả bác? Không có, có 84. 84, 84. Sinh năm 1940. Trời ơi, hai bác lớn tuổi mà còn khỏe quá trời ha. À, tao bác này sinh 44. Dạ. Mới lãnh chiều bán 2 chấm nào á. Dạ. Dạ. Mấy thằng con thấy bạn ạ. Như vậy mà thấy bác lên hình luôn phải không? Lên truyền hình. Để hỏi. Điện về đây cũng hỏi bà liền. Dạ. Yeah. Hỏi ba làm sao mà lên truyền hình. Nó không biết. Trong cái mạng. Có hay. Dạ. Yeah. Lên. Thì thằng cháu này nó đâu có biết nó làm coi đâu. Mấy đứa vợ nó biết bán đủ hết á. Thằng này. Nè, truyền hình trấu trắng đen nó không lên. Dạ. Yeah. Truyền hình nó wifi. À, nó ngay truyền hình đó, bác cũng cho không? Dạ. Yeah. Nhà nước họ cho. Nhà này cũng nhà nước cắt á, có cái bản á. Dạ. Yeah. Ờ, bác, hai bác có ngày nào bị bệnh được không? Cũng có cũng bệnh hoài. Bệnh cũng nhẹ con ơi. Cũng cảm cũng, à, bệnh cũng nhẹ. Cảm là lên. Nhà thương ở xã này có nhà thương. À, xã nhà thương mình vô trị miễn phí hả bác? À. Dạ. Yeah. Xã này có nhà thương mình vô mình khám bệnh không có tiền. Dạ. Yeah. À, điện đồ bác xài tháng nhiêu tiền điện? Dạ tiền nhiều lắm chú. Nhiều lắm. Năm trăm mấy 600 ngàn. 500 tháng rồi 510 ngàn. Tháng này chưa lấy. Đủ tiền đóng không? Hả? Đúng không? Đủ. Tiền bác bán số anh sao mà có không tiền nè thằng này là nhà nước cho tháng nhiêu tháng 720 rồi thằng mà khùng khùng giờ nó đi dưới kia nó giữ đồ cho anh ta đó là 540. Yeah. Rồi mẹ của nhỏ đó thằng đó cũng 540 vậy là 1.8 triệu. Điều 8. Rồi về mình nói ngay hụt hụt nè ăn uống nữa con cũng còn nhín lại 1.500.000 bỏ rằng đóng điện mai 21 người ta lên nè. Dạ. Không có hột nói cho ngày vậy không thấy ngày mốt nó không thấy thông. Bữa nay 13 tay á. Còn gạo với đồ ăn thì sao bác? Dạ. Gạo nói ngay nhiều người cũng biết người ta cũng cho gạo cho chục ký. Dạ. Còn đồ ăn thì bác trai bán với số về tiền mua đồ ăn không? Mua đồ ăn. Dạ. Thì bác tổng cộng có mấy người con? Tổng cộng tới giờ tới 8 đứa lận. 8 đứa mà con thấy đây có một người, một anh nè, 7 người kia đâu bác? 7 người kia. Ở có chồng, Giang, Cẩm Giang, có đứa khôn khôn Cẩm Giang, rồi còn có thằng khôn nữa đó. Thì nó biết nó làm công nhân ở Trà Là. Có thằng khôn với nhỏ đó, nhỏ chị nó đó. Là trong 8 người con của bác, có một chị là cũng hơi cũng được sáng suốt chút phải không? À, chỉ còn sáng suốt nhưng mà cũng hơi chưa được có là khỏe lắm. Không, khỏe lắm. Còn một người trai thì sao bác? Người trai bác nói đi làm chứ đi giữ đồ cho anh ta. Ta thấy nó cũng tội nghiệp. À, cái anh đó có bình thường không? Nó có bệnh gì không? Cũng bệnh à, xỉn, hồi nhỏ xỉn, rồi bệnh thần kinh. Tức là tâm thần nó cũng hơi bất ổn chút xíu hả bác? Đều mua thuốc uống cũng bình được. Bình phục. Hai người đó là vậy còn 6 người kia thì 7-5 người kia thì sao bác? Thì cũng bệnh vậy nè. À cũng giống vậy luôn. Giống vậy luôn. Khùng khùng. Thì ở đâu? 6 người 5 người kia ở đâu? Cũng ở bên Cẩm Giang á, Trai Giỏ đó. Ừ. Ở với ai? Nhỏ đó có chồng Trai Giỏ. Dạ. Yeah. Má của thằng đó đó. Bệnh hồi đó rồi yeah. Có bầu gì đem nhỏ này về nuôi hồi nhỏ lớn tới giờ. Hồi có 3 ngày ôm luôn gì nuôi đó. Rồi cái
cái tinh thần chị không có được minh mẫn như vậy, rồi chị có chồng rồi có được không vậy bác? Hồi đó không có, mà tới lớn rồi cây đập đầu á con, yeah. Lộn dây thần kinh. Để nó ngay gì à, đi nuôi ở ngoài Đồng Nai đó, rồi có xin cái phần thuốc của nó. Là 3 tháng ra lãnh lần, 3 tháng ra lãnh lần. Nó người ta không có bỏ cái phần đó, ở Đồng Nai đem gửi về. Chị ấy vẫn đang sống với chồng và con. Sống với chồng. Chị vẫn điều khiển được cái hoạt động của mình đó bác. Được. Dạ, em cầm được 50-60 tờ số đi bán 77 nó được. Dạ thì thôi hôm nay con cũng nhận được của hai mạnh thường quân gửi tặng cho hai bác là được 1 triệu. Người thứ nhất là Trần Thị Vọng, người thứ hai là Võ Thị Trúc Mai, mỗi người là 500.000 đồng. Của ít lòng nhiều con gửi tặng cho hai bác. Vậy kính chúc cho hai bác thật nhiều sức khỏe. Vậy là mừng sức khỏe mà lo cho các anh chị. Thì hôm nay hai bác có cái lời nào mà gửi đến hai mạnh thường quân là tặng gì bác? Cảm ơn. Sao giờ cũng có cảm ơn chứ có biết gì. Sao giờ cũng quá mừng rồi. Về nói hai người đó. Thế về cho nói gái lên trường hình lên. Giờ mạnh thường quân cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi thôi con cũng chào hai bác ha. Để sau này có cô bác nào gửi tặng thêm cho hai bác thì con sẽ mang tới gửi cho bác. Cảm ơn con. Về nói với hai đứa đó. Có tài với bác gái, cảm ơn. Dạ. Để mừng lắm rồi chứ. Nhiều cũng được. Con về cũng cho 200 cũng mừng. Dạ. Dạ. Chí Khanh Nhịp Cầu Yêu Thương xin kính chào quý vị khán giả gần xa cùng các mạnh thường quân thân mến. Hôm nay Chí Khanh nhận được sự hỗ trợ của hai mạnh thường quân là Trần Thị Vọng và Võ Thị Trúc Mai, mỗi mạnh thường quân là 500.000 đồng, để hỗ trợ cho bác Út Chặt ở ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, gửi chút tấm lòng quý báu đến cho gia đình của bác. Thì Chí Khanh cũng xin thay mặt gia đình của bác Chặt xin cảm ơn hai mạnh thường quân, xin kính chúc cho hai mạnh thường quân thật nhiều sức khỏe và có thể giúp đỡ được nhiều người khó khăn như hoàn cảnh của bác Chặt đây. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại video sau ạ. Cảm ơn.